Chào mừng các bạn đã lên tới chuyên cơ Porsche Cayenne cùng với Lê Hùng và cơ trưởng Hùng Xe Cỏ. Ngay bây giờ sẽ khởi động máy lên. Khởi động không cần chìa khóa nha các bạn. Ngày xưa phải đút đút thì bây giờ khởi động rồi. Nút xoay ngay bên trái này. Ai, đầu tiên mình sẽ lùi một chút. À, lùi một chút. Camera lùi nét căng nha các bạn. Này, đánh trái này. Vạch vàng sang trái đánh phải. Ôi rồi, nhạy thôi rồi luôn này. Thôi rồi luôn đấy, đấy. Cua lăng cái gì cũng đẳng cấp. Bây giờ thì đi phố thì mình chọn chế độ drive mode là normal thôi. Normal này, hệ thống treo này, độ cao medium, độ cứng của độ cao của gầm medium, hệ thống treo cũng normal mà thôi. Êm quá, êm luôn, hộp số 8 cấp. Động cơ V6 340 mã lực và 450 Nm. Từ vòng tua 1370 tới 3.500, dài vòng tua này khiến cho Porsche Cayenne có thể thoải mái tăng tốc ở các cái giải tốc độ khác nhau, không sợ thiếu công suất cũng không sợ thiếu lực kéo đâu. Êm êm êm, hộp số 8 cấp. À, thực sự là quá êm luôn. Hệ thống treo khí nén này. Treo khí nén này nó sẽ không bềnh và không dập dình như Lexus. Đương nhiên rồi, Porsche. Khi chúng ta đi qua giờ giảm tốc thì nó hơi cứng, kịch cái nhưng mà dao động nó tắt ngay. Êm quá. 40 50 êm quá. Ôi, một mẫu SUV có kích thước lớn nhưng vô lăng lại nhỏ, lẫy chuyển số sau vô lăng. Đấy, có thể dùng luôn. Đá số trách trách trách. Hộp số 8 cấp Tiptronic. Nếu mà mình cứ đều ga thì nó chuyển số lúc nào thực sự cũng không thể biết được. Lái SUV mà đi phố như này thì nhàn quá. Nhưng như Hùng đã nói từ trước thì đây có thể nói là nhiều mẫu xe trên một mẫu xe. Bây giờ thì mình sẽ thử cái chuyển sang cái chế độ sport nha bác ạ. Ủa, số phòng tua lên luôn. Vâng đấy, động cơ này, động cơ chuyển sang trạng thái hoạt động gắt gao hơn, sẵn sàng, bắt đầu sẵn sàng này. Hệ thống treo này, đấy, hệ thống treo đã cứng thêm một nấc nữa và nó không còn cái độ trễ như khi mà chúng ta để ở chế độ normal đâu. Vô lăng lái quá chính xác luôn, tốc độ chậm, tốc độ cao, lái một tay, lái hai tay, quá tuyệt vời luôn. Và hệ thống dẫn động có thể nói là một trong những cái hệ thống cực hay và cực kỳ đẳng cấp trên Porsche. Tất cả đều điều khiển bằng điện tử. Ở đây các bạn có thể thấy trên màn hình đây, đấy, có một cái đồng hồ này. Ta có thể xem được cái phân bố moment giữa cầu trước và cầu sau và nhiều mẫu xe khác cũng của Đức cũng cùng phân khúc như thế này thì lại chọn cái việc dẫn động all-wheel drive bằng cách là nhiều khi lại chỉ dẫn động cầu trước 90%, cầu sau 10% thôi và cho tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng không, post post là dân chơi rồi, quên điều đấy đi. Đấy, cầu sau lúc nào cũng phải tầm 80 nếu mà theo cái tỷ lệ báo trên cái đồng hồ digital này. Và khi mà tăng ga lên thì cầu trước bổ sung thêm moment ổn định hơn rất nhiều. Hệ thống kiểm soát lực kéo PTM trên post thì không phải nghĩ, nhưng đặc biệt nó lại còn được trang bị một cái hệ thống PTV, kiểm soát lực kéo vector, điều khiển lực kéo vector, tên kỹ thuật lắm. Tuy nhiên cái hệ thống này nó sẽ điều khiển trên cái trục sau, các cái bánh sau, nó sẽ can thiệp vào cái việc cung cấp moment xoắn cũng như có thể phanh để khi mà cua rồi ổn định, cái độ ổn định thân xe nó sẽ tốt hơn nhiều. Đó. Và bây giờ chế độ Sport Plus. Đấy thưa các bạn, đấy, Sport Plus khác luôn. Bây giờ thì Sport thì là hổ thôi, tiểu hổ thôi. Nếu như mà
được ví thì tôi sẽ ví cái chế độ normal như một chú mèo rất là dễ thương, rất là đáng yêu, meo meo. Sport sẽ là tiểu hổ gầm gừ hơn, nhưng Sport Plus thì nó là hổ thực sự. Đây, lên, chóng mặt, chóng mặt đấy. Vòng tour lúc nào cũng 5-6 ngàn. Với Porsche thì vòng tour có thể lên đến 7-8 ngàn. Và cái việc duy trì cái vòng tour 5-6 ngàn thì nó cũng quá bình thường, quá bình thường luôn. Và khi mà ở cái tốc độ cao hoặc là cái mức ga cao như vậy thì nó cũng không cần ngắt đầu đẩy. Ví dụ cái khi mà tôi đạp lên vòng tour 4-5 ngàn đấy, đó, ủi số chuyển như xe thể thao luôn, giật kích kích đó. Vòng tour luôn giữ ở 4 ngàn này và bơm lại lên tiếp này, không cần ngắt đâu. Cái động cơ trên Porsche Cayenne này đã được cải tiến so với cái thế hệ trước, khi mà họ đã đặt cái bộ turbo vào giữa cái khe V6, đặt vào giữa khe luôn, đút vào giữa khe, nó giúp cho cái việc mà hạ thấp cái trọng tâm của xe xuống, đồng thời là rút ngắn cái quãng đường của cái bộ turbo, cho nên là cái việc phản ứng của động cơ nó tốt hơn nhiều, đặc biệt hạ thấp trọng tâm. Được, hạ thấp trọng tâm xe là một điều vô cùng quan trọng. Đó. Đó. Quãng đường dẫn khí của turbo đã được kéo ngắn lại, độ trễ cũng giảm. Các bạn có thấy giật giật không ạ? Đó. Và chạy qua gờ giảm tốc thì kịch kịch tắt luôn, không có dập dình gì cả. Lái thì thực sự để mà nói độ chính xác của hệ thống lái này thì sướng lắm. Mẫu xe này thì cũng được trang bị cái hệ thống lái thích ứng với tốc độ nha các bạn. Lái đến đâu biết đến đấy, lái chậm, lái nhanh, lái Sport Plus, hay vô cùng luôn. Quá đẹp. Thực ra mẫu xe này phải nói là đẹp từ trong ra ngoài. Và trên mẫu xe này thì được trang bị rất nhiều. Và với một mẫu xe, và thưa các bạn, gói Sport Tunnel này trang bị thêm với giá trị là hơn 60 triệu thôi. Bạn chỉ cần... Và với cái gói Sport Tunnel này thì bạn chỉ phải bỏ thêm hơn 60 triệu thôi. Nhưng chiếc xe của bạn có thể tăng tốc nhanh hơn tới 3 giây cơ. Nếu mà không được trang bị thì nó mất 6,2. Còn mẫu xe này được trang bị thì mất 5,9 thôi. Và nó đẩy cao cái tốc độ tối đa lên tới 245 km/h. Thực sự là nếu như những ai mà yêu chất gen thể thao của Porsche thì với cái trang bị này thì mình nghĩ quá hợp lý luôn. Rồi đấy, khi đi chậm này, đèn đỏ này, vô lăng này. Thực sự những cái này nó là cái bí kíp gia truyền của Porsche. Đó. Và trên Porsche Cayenne thì được trang bị rất nhiều cái hệ thống hỗ trợ, như là hệ thống hỗ trợ xuống dốc này, nhưng mà có thể kiểm soát được cái tốc độ từ 0 đến 30 km/h, có thể tự bò được. Và thậm chí chúng ta có thể dừng giữa dốc tới khoảng cả ngày, và lên giữa dốc đạp xe. Và trên cái Porsche Cayenne thì được trang bị khá nhiều các cái hệ thống hỗ trợ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái màn trải nghiệm được setup sẵn nha các bạn, để có thể thấy rõ từng cái tính năng và đặc tính của các cái hệ thống đó. Và phần tiếp theo để thử nghiệm được những cái hệ thống treo của Porsche Cayenne hóa hay như thế nào này, hệ thống kiểm soát lực kéo hay như thế nào, hệ thống hỗ trợ lên dốc hay như thế nào, và hệ thống kiểm soát tốc độ xuống dốc hay như thế nào, thì mời các bạn hãy cùng Hùng trải nghiệm qua những cái bài thử mà nếu như chúng ta sai sót một chút thôi thì có thể boom. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thử. Và bây giờ là bài thử đầu tiên với đường đi gập ghềnh. Ở cái bài thử này thì Porsche Cayenne sẽ phải đi qua theo một cái con đường mấp mô mà bánh nó có thể bênh lên trời tới cả mét. Và qua cái điều kiện như thế này thì mới thấy được cái hệ thống PTM, hệ thống quản lý lực kéo của Porsche nó hay như thế nào, mà như phần trước tôi đã chia sẻ với các bạn. Tức là nó sẽ chủ động phân bổ điều phối moment tới từng bánh và sẽ tự động vượt qua. Và ngay bây giờ đó, các bạn có thể thấy là từng bánh được bám vào rất dễ. Vâng, thưa các bạn, rất dễ luôn.
quá dễ. Thực ra như các bạn có thể thấy thì cái điều kiện như thế này thì rất nhiều xe có thể đi được, nhưng đi qua như thế nào hay là những cú đáp cực kỳ êm thì chỉ có trên Porsche Cayenne mà thôi. Vâng, đúng là tiền nào của đấy. Và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn phần được điều khiển qua hệ thống PCM. Lựa chọn chế độ vượt địa hình như sỏi đá là gravel hoặc bùn lầy là mud được hiển thị tất cả qua màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ trèo đèo lội suối nhưng là giả lập. Để qua cái này thì các bạn có thể thấy này, bánh lên. Không hề đơn giản đâu, nếu mà nhìn ở ngoài tốc độ chậm, nhìn qua hình mọi thứ đều rất dễ dàng, nhưng ngồi mới biết rằng nó khó khăn như thế nào. Và để vượt qua đó, tất nhiên Porsche Cayenne vượt qua được, xe khác cũng vượt qua được, nhưng với Porsche Cayenne đó là cả một cái sự khác biệt lớn. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con dốc rất cao, một con dốc phải nói cực kỳ cao. Tất nhiên là để qua con dốc này thì chúng tôi cần sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên ở bên ngoài. Chứ nhỡ mà một bánh mà sập xuống là thôi rồi luôn. Thì ở cái hệ thống này thì khi mà chúng ta dừng giữa dốc như thế này này. Đấy. Thì tôi có thể bỏ chân ra và đi uống cà phê, đi chơi cả ngày. Quay lại thì xe nó vẫn đỗ nguyên như vậy. Và khi cần thì bạn cũng chỉ cần đạp nhẹ ga thôi và lên. Độ bám của xe rất tốt. Sau khi vượt qua dốc thì mình lại xuống dốc. Vâng, lên cao như thế nào thì dốc xuống cũng như vậy. Độ dốc rất là dốc. Đấy, và sự khác biệt trên Porsche Cayenne là chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ xuống dốc mà không cần đạp vào phanh. Chúng ta có thể bỏ ra và tốc độ sẽ nằm ở dài 3 đến 30 km/h. Thực tế với các điều kiện thử như thế này thì chúng ta có thể hiểu rõ được các cái hệ thống hỗ trợ trên Porsche nó hay thế nào và cảm giác ngồi trên cái xe nó sướng như thế nào khi đi qua những điều kiện xấu. Và bây giờ thì sẽ tới phần tiếp theo là sẽ thử cái hệ thống ổn định thân xe và PSM cũng rất nổi tiếng trên Porsche. Bây giờ tôi sẽ đạp hết ga lên này, nhả và đánh lái. Đấy, các bạn có thể thấy xe nó tự động phanh nha các bạn. Nhìn ở ngoài thì có thể các bạn thấy cái xe nó văng đi quá là sợ luôn, nhưng mà với cái hệ thống treo rồi các hệ thống kiểm soát an toàn, hỗ trợ an toàn của Porsche Cayenne thì ngồi ở trong quá nhàn luôn, như ngồi du thuyền ấy. Qua tất cả các bài thử như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng tất cả các hệ thống hỗ trợ trên những mẫu xe sang nó đẳng cấp như thế nào.